Tiên tri chấn động. Thầy tử vi báo trước về con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Đường tử vi thấy rõ là cổ nhân họ có câu nói rất đúng mà không sai chút nào. Họ nói thế này: tiền thì có 8 chân, nhưng người chỉ có 2 chân. Cổ nhân họ cho rằng tiền có thể từ 4 phương, 8 hướng mà đi. Cho nên tiền có 8 chân và người chỉ có 2 chân, muốn đuổi theo tiền thì khó khăn vô cùng. Chỉ có dựa vào phúc phận của mình mà hoán đổi. Khi bạn có phúc phận đủ đầy thì tiền ắt tự theo đuổi bạn. Và đây mới chính là việc chính. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là liệu rằng con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, thầy tử vi báo trước đúng trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, bắt đầu phất lên, vận may liên tiếp, hứng chọn lộc thiên hạ. Vậy, con giáp này sẽ vượt qua đại hạn, may rủi và những điềm báo gì đã hiện ra để nhắc nhở bạn, cũng như những may mắn nào xảy ra để quý bạn có thể bứt phá giàu sang? Thì xin mời quý vị và quý bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải dưới đây nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam nữ mạng. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công, nhưng không bền chí. Đa số có sở trường về kinh tế, tài chánh, ngân hàng, sớm ra gia đình từ thuở trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất, bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Những người tuổi Nhâm Tuất thường là những người rất tốt bụng, đa họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Người sinh năm Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh ban ngày, rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm, Nhâm Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Nhâm Tuất bộ thủy, Nhâm Tuất thuộc hành thổ, nên Nhâm Tuất sinh năm 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục cửa biển, chứ không phải là biển lớn. Nước đục nghĩa là người tuổi Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tả, nhưng không đồng thời có vận quý nhân. Nhâm Tuất mệnh thủy không khô khan như Nhâm Tuất mệnh thổ, họ lãng mạn và khá thú vị. Một số người lại thiếu tính độc lập tự chủ. Bản chất là người trung thủy, trung thành, thực chất Nhâm Tuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ với những người khác giới. Để tán tỉnh một cô gái, tuổi Nhâm Tuất điều mà bạn cần phải làm là chậm rãi và nhẹ nhàng tiến tới, chứ đừng quá chủ động. Khi cô ấy thấy bạn là một người điềm tĩnh, đáng tin tưởng, họ mới an tâm mà gửi gắm bản thân. Người Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do. Họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể và đi chơi xa. Bản mệnh Nhâm Tuất là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi đam mưu túc trí, nên thường được giữ các chức vị cao, được cấp trên coi trọng. Họ là những người yêu tự nhiên, nên họ thích cuộc sống tự do bay nhảy, không có sự ràng buộc ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này, họ luôn đòi hỏi nhiều điều mới, đều sáng tạo những ý kiến mới để xây dựng một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác. Cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, nên rất được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2024. Cho thấy, với Nhâm Tuất mà nói, 3 tháng giữa năm 2024 là thời gian bình thường cũng tốt lành. Mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng, nhờ tam hợp cục thúc vượng vận quý nhân
lại thêm có nhiều tinh soi chiếu. Công việc dù gặp phải khó khăn nhưng có người giúp. Ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh. Về đường công danh, tài lộc của đương số 3 tháng giữa năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 6, 9, 10 âm lịch, thu được tài khí của lưu niên Giáp Thìn, mà tiền bạc hanh thông, dù làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có được dòng tiền mời gọi. Thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Tình duyên gia đạo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập, khe nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ. Đào hoa nam vượng hơn nam, nhưng đa phần là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến tới hạnh phúc. Nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến vào trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng do nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn, bất ngờ về xe cổ hoặc đường sông nước, có động chạm dao kéo, xe, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Xem tử vi người Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 5, 6 và 7 âm lịch trên các phương diện như sau. Đầu tiên là luận giải, tử vi sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của canh Tuất khá hanh thông, quý mệnh bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng có người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì, thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay, không để bỏ lỡ thời cơ tốt. 3 tháng giữa năm 2024 này, quý mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ được bạn bè, đồng nghiệp tốt. Dù vừa bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ. Người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích để quý mệnh có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi cũng sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, thì cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng quý mệnh những cơ hội để vươn lên tới một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là cần phải dũng cảm, nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình. Đừng chần chừ do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của tập thể để gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, cũng chớ nên kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, thì nên chăm chú lắng nghe, chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Tiếp theo là luận giải tử vi tài lộc. Tử vi canh Tuất tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Năm 2024 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Quý mệnh thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến cho túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác cũng ngày một gia tăng một cách ổn định. Quý mệnh biết phát huy thế mạnh của bản thân, nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, lại càng có quyết tâm vươn lên để khẳng định mình. Tình hình tài chính cũng tăng tiến rõ rệt, khiến quý mệnh ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là cần phải vạch rõ các bước và mục tiêu của mình. Có như vậy, khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần đi vào guồng thì cũng sẽ bắt đầu thu lãi về. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc sẽ có được khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, thì cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy, nếu cứ tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, chẳng mấy chốc cũng sẽ tiêu hết sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, thì bên cạnh việc cố gắng làm ăn, cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. Tiếp theo là về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi giữa năm 2024 của 12 con giáp thấy rõ, dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tương sinh, canh Tuất tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc,
Matt sẽ nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm. Quý mệnh cũng không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng thì cũng chẳng còn thái độ phản cảm như trước nữa. Hãy tự tin là chính bản thân mình. Quý mệnh có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ, chỉ cần đôi bên chân thành với nhau. Vậy thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì là khó khăn. Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, thì có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi quý mệnh sẽ khiến cho người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa. Khi nhận được nhiều tin vui liên tiếp, người ấy chính là động lực để quý mệnh sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đã đặt ra. Hai người chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt của mọi người xung quanh. Về mặt sức khỏe, nhìn chung canh Tuất vẫn giữ một sức khỏe ổn định trong suốt 3 tháng giữa năm 2024 này. Cũng nhờ vào sức khỏe tốt nên quý mệnh sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của mình. Có điều, cũng đừng vì thế mà quá tham công, tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, thì cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya, dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cho cơ thể phải chịu tổn thương, sẽ tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1982, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 5 âm lịch. Năm 2024 của tuổi Canh Tuất âm lịch chỉ ra rằng, tháng này quý mệnh đang trải qua giai đoạn thành công nhất trong năm. Do đó, hãy tận hưởng từng giây phút này một cách trọn vẹn nhất, nhưng cũng đừng quên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo. Quan đới ghé thăm mang lại tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ cho Canh Tuất. Nhờ thế mà quý mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí được mọi người sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của quý mệnh. Canh Tuất có phong cách độc đáo, thông minh và lanh lợi, có khiếu hài hước, nhờ thế mà có quan hệ rộng rãi. Việc này rất tốt cho người làm ăn kinh doanh. Trong tháng này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà Canh Tuất tham gia sẽ được giúp đỡ rất nhiều, thậm chí là có những việc tưởng chừng là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới xuất hiện đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng cũng cần phải thật sáng suốt trước khi bắt tay vào hợp tác với bất kỳ ai. Hãy đảm bảo rằng quý mệnh đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho Canh Tuất là nam giới, thì công việc của họ trở nên hanh thông và thuận lợi hơn. Ngay lúc quý mệnh cảm thấy thành công nhất, thì cũng là lúc nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn để chuẩn bị cho việc sẵn sàng bắt tay vào hành động. Việc này rất cần thiết để có thể kéo quý mệnh ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi cho biết, quý mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính trong tháng này. Đó là lý do không ít tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh và các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những vất vả khổ cực mà quý mệnh đã bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua những món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. Tháng mới cho thấy bát bạch bay về hướng chính bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, được thành công khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra, thời gian này cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến tài sản của quý mệnh.
nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Nguyệt lệnh lâm quan đới khiến canh tuất sống cảm xúc hơn, nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Việc này không tốt cho những cặp mới yêu, vì càng gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Nếu mối quan hệ, tình cảm đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để nhìn nhận và đánh giá tình cảm giữa mình và người ấy. Điều quan trọng là phải làm rõ về ý định cả hướng đi trong tương lai của hai người. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để canh tuất kết nối lại với những quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc tại gia để có thể thắt chặt được tình cảm. Thế nhưng ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm. Khi có số người sa đà với mối quan hệ không lành mạnh, sẽ rơi vào tình huống bỏ thì thương, vương thì tội, cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt nếu không muốn rắc rối ngày càng dàng gia tăng. Thời gian này cũng là lúc thời tiết đã lạnh hơn, mạch máu khó thông suốt, gây ra tình trạng đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Do đó, nếu tập luyện thì cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên quá gắng sức. Ngoài ra thì nên lưu ý cả việc chọn trang phục khi đi làm, vì thời tiết này thay đổi nóng lạnh khó lường, nên mặc nhiều đồ nhiều lớp để dễ thay đổi theo từng hoàn cảnh. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè là điều không nên một chút nào. Hãy nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc là xem bộ phim yêu thích để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc những ngày dài. Quý mệnh có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ dàng vào giấc sâu hơn. Về cẩm nang vượn vận, quý nhân là tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu trắng, con số phát lộc là số 95 và số 60. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 6 âm lịch. Năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch dự báo quý mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hơn. Nếu đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội rồi đấy nhé. Ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho Canh Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến quý mệnh trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, vì điều này nằm ngoài khả năng của quý mệnh. Trong mọi việc, quý mệnh có thể đưa ra những ý kiến, nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo. Dù sao họ cũng chỉ là tham khảo ý kiến riêng, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của quý mệnh, nên bắt đầu đặt điều nói xấu, thậm chí là xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Quý mệnh hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. Vận trình tài lộc của Canh Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Quý mệnh không chỉ thoát ra khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của quý mệnh trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửa tử bay về phương Đông Bắc hứa hẹn quý mệnh sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Quý mệnh có thể chẳng cần phải hao tâm tổn trí quá nhiều, mà tiền bạc thì vẫn đầy tay, là con giáp rất chăm chỉ tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm qua. Và bây giờ quý mệnh đã biết đâu là hướng đi phù hợp. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà quý mệnh kiếm tiền cũng thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn, thời cơ đã thực sự tới. Do đó, hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nâng sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý, cuộc sống đang dần ổn định hơn. Quý mệnh cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới, thì nên chăm chút cho vẻ ngoài. C. Khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đã quá cũ rồi, bây giờ cần phải tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của quý mệnh có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa thế giới đấy. Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân, vì đây chính là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa, cũng như người nhà của cả hai, và càng trưởng thành thì sẽ càng ghi nhận và nhận ra không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu mà quý mệnh đang mắc kẹt ở trong mối quan hệ không lành mạnh, thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp quý mệnh buông bỏ nó.
đôi khi không phải là họ tốt hay xấu, mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây thôi. Nên nhớ rằng, điều quan trọng là đừng cảm thấy quá áy náy vì quyết định của mình, chỉ là cả hai đã quá khác xa quan điểm về nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ cả. Quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai, nhờ vào việc biết buông bỏ hiện tại, đúng cách và đúng lúc. Thiên Cẩu hung tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi không chỉ khiến cho quý mệnh mất ngủ để xử lý việc này, mà còn gây hại cho sức khỏe. Cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ, thì hãy hoàn toàn thả lỏng và tin rằng ngày mai mình sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì quý mệnh cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên tháng này nhắc nhở quý mệnh, tha nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn trong tuần. Hãy đảm bảo đầu óc luôn tỉnh táo, cơ thể sẽ khỏe mạnh và duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu trắng, con số phát lộc là số 68 và số 29. Cuối cùng là tử vi tháng 7 năm 2024. Tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi. Quý mệnh cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh lâm cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của quý mệnh. Tháng mới của quý mệnh rất nhiều năng lượng. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì chỉ cần xử lý trong vòng một tuần. Có thể thấy khi các vấn đề đã được giải quyết, càng sớm càng tốt thì sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập cũng có sự tiến bộ và gặp may mắn trong học hỏi thi cử, giúp cho quý mệnh cảm thấy an tâm, vui vẻ hơn hẳn với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc. Các kỹ năng, khả năng sẽ hỗ trợ và giúp quý mệnh giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế mà khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám từ nhiều tháng này, hoặc là giúp bản thân rũ bỏ được những định kiến. Thế nhưng điểm yếu của canh Tuất lúc này là đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa là khi không thể hiểu được bản thân thì sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác chối bỏ. Do đó, để thành công hơn thì quý mệnh nên tập cách thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc kỹ các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Canh Tuất trong tháng này. Chính vì thế bạn đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, phải chủ động tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn kinh doanh thì càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế, hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai đã giúp đỡ thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho, không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản thì đây là tháng mà quý mệnh nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục giấy tờ quan trọng. Đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Người làm công ăn lương phải biết rằng thu nhập của mình rất khó gia tăng, nên nếu ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc lúc này là điều vô cùng đáng quý, nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ mình kịp thời như những lần đầu. Việc giữ một khoản tiền để đề phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng. Sau đó, quý mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Xem tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, Thiên Đức Cát Tinh mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp Canh Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn, vu pha thì nay có cơ hội lớn để được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng đã từng quen biết trong quá khứ, giữa hai người có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn thì vẫn nên tìm hiểu kỹ hơn về người này. Người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương. Nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ thì hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi cũng sẽ sớm có được. Đây là thời điểm thích hợp để quý mệnh gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe
là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này. Vì thế, đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên thường xuyên ốm đau, thậm chí là phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, ngủ đủ giấc thì sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền. Nếu mà đi đâu thì nhớ mang theo thuốc đầy đủ nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu nâu, con số phát lộc là số 09 và số 49. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng nạn ở miệng, ốm ở chân, muốn bình an, sống lâu thì cần ghi nhớ nạn ở miệng là gì. Cổ nhân thường dạy rằng bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Người có bệnh tốt hay xấu chỉ cần mở miệng là có thể biết ngay. Con người có thể nói ra lời hay ý đẹp, nhưng cũng có thể làm người khác tổn thương, đau khổ. Đặc biệt, miệng còn là bộ phận để ăn uống, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mỗi người. Theo lời dạy của cổ nhân, nạn ở miệng gồm những điều đáng chú ý dưới đây. Không ăn sáng. Người xưa thường truyền nhau câu nói rằng, hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn mày. Thế nhưng hiện tại, nhiều người lại đang làm theo chiều ngược lại. Họ ăn sáng quả quýt, thậm chí bỏ luôn bữa ăn sáng, đối phó với bữa trưa, đến tối lại chè chén no say đủ các món. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây sức khỏe suy giảm, bệnh tật tìm đến. Khoa học đã chứng minh bỏ bữa sáng khiến con người trở nên thiếu tập trung, bộ não bị đình trệ. Chưa kể, điều này còn ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dạ dày và bài tiết mật, từ đó gây ra tình trạng viêm dạ dày, sỏi mật và các bệnh tiêu hóa khác. Một nghiên cứu của Đại học Erlangen ở Đức khẳng định rằng những người không coi trọng bữa sáng có tuổi thọ trung bình ngắn hơn 2,5 năm so với những người có thói quen ăn sáng đều đặn, ăn nhanh. Thời buổi kinh tế xã hội phát triển, áp lực công việc và cuộc sống ngày càng tăng lên, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bận rộn. Để tiết kiệm thời gian, họ cố gắng ăn nhanh hết mức có thể. Tuy nhiên, việc làm này lại không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn quá nhanh, chưa kịp nhai nuốt được thức ăn vào bụng, sẽ khiến niêm mạc đường tiêu hóa tổn thương, từ đó gây ra tình trạng viêm mãn tính. Đặc biệt, việc ăn nhanh còn khiến khối lượng thức ăn bị vón cục, dễ bị thực quản. Kích thích cơ học mạnh về lâu về dài sẽ dẫn tới tình trạng ung thư. Uống ít nước. 70% cơ thể con người là nước và 90% các thành phần trong máu người có nguồn gốc từ nước. Do đó, ở một mức độ nhất định thì thể tích nước quyết định chất lượng máu quyết định thể lực. Để tăng cường sức khỏe, cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nên uống các loại nước có lợi cho cơ thể như nước lọc, nước ép hoa quả. Việc dùng đồ uống giải khát thay nước càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là những đồ uống có đường, càng uống nhiều, nguy cơ tử vong, mắc bệnh tật càng cao. Hút thuốc, nghiện rượu. Chắc hẳn ai cũng biết, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh từ ung thư, điển hình như ung thư vòng họng, ung thư miệng và ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh việc hút thuốc lá thì uống rượu cũng rất nguy hiểm. Uống càng lâu, càng nhiều rượu thì càng có hại cho cơ thể, gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thống kê cho thấy, mỗi năm trên thế giới có tới 3,3 triệu người chết vì lạm dụng rượu. Vì thế, có thể nói uống rượu và hút thuốc là điều không tốt cho sức khỏe. Để bảo vệ bản thân, những ai có thói quen uống rượu và hút thuốc nên bỏ sớm càng tốt, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Tu khẩu. Bên cạnh những thói quen ăn uống thì nạn ở miệng còn ý chỉ nên ăn nói thế nào cho phải, tránh phiền phức. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng ngày nay vẫn có những người đạo đức thấp, nói năng thiếu suy nghĩ, thích làm tổn thương người khác bằng những lời nói lạnh lẽo, soi mói. Có những người nói suông, hứa hẹn rồi quên mất, thói quen này lâu dần sẽ dẫn đến tai họa. Để cuộc sống êm đềm, tốt đẹp, hãy biết cách tu cái miệng của mình, học cách giữ im lặng đúng lúc. Tu ý, tu lời, tu thân được cũng là một cảnh giới trong tu dưỡng đạo đức. Ốm ở chân là gì? Nhiều người lấy cớ công việc bận rộn, thời gian hạn hẹp để trốn tránh việc tập luyện thể thao. Tuy nhiên, có một phương pháp tập luyện thể dục đơn giản, không tốn kém, không rắc rối mà bất kỳ ai cũng có thể làm được.
đó là đi bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đi bộ rất tốt cho cơ thể. Việc này giúp kích hoạt các hệ xương cơ, dây chằng, khớp cùng với nhiều cơ quan khác của cơ thể. Đi bộ giúp tăng cường cơ bắp, kéo giãn cơ, xương và giúp xương dẻo dai, linh hoạt hơn. Các chuyên gia y khoa cũng khuyến cáo người bình thường nên đi khoảng 4.000 bước trên một ngày. Tùy người sẽ có những phạm vi, giới hạn khác nhau, không nên tự tập quá sức, kẻo vô tình gây áp lực lên cơ thể. Câu nói của cố nhân, nghe thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng mấy ai trong đời có thể quản việc và mở chân. Vâng quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6, 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.